hôm nay Hương sẽ làm thêm một món bánh canh giò heo để mời cả nhà cùng theo dõi với Hương nha. Thì bây giờ giò heo đã luộc xong xuôi rồi, luộc với lại nước lạnh, trong đó trong nước lạnh thì gồm có rượu trắng, đập thêm bỏ thêm xí gừng với lại muối, thì luộc khoảng nửa tiếng để cho cái nước dơ đổ trong mấy cái móng heo rồi nó ra cái nước máu, tại ở Mỹ này là lúc nào cũng thịt đông lạnh cả nhà, nên phải luộc như vậy cho nó sạch sẽ ha. Thì luộc xong là mình vớt ra, mình rửa nước lạnh cho sạch sẽ, kiểm tra có mấy cái lông chân đồ này nọ mình làm cho sạch sẽ ha. Sau đó mình sẽ bỏ vô cái nồi áp suất này. Thì với cái nồi áp suất này á, Hương sẽ để cái chế độ đây. Hương phóng tịch cho mấy nhà coi nha. Hương sẽ để cái chế độ là mix stew, có nghĩa là nó vừa có thịt mà nó vừa có xương, thì là cái móng heo của mình á. Thì Hương để với cái độ mà nó ép xuống đó, cái này là cái nồi áp suất nha cả nhà. Cái độ pressure đó là Hương để 2. Thì bây giờ nó đang trong cái chế độ on. Thì sau khi nó on, nó đủ cái độ để này mà nó ép xuống đó, thì nó sẽ báo cho mình cái thời gian là khoảng 35 phút. Thì sau 35 phút á, mình lấy ra thì cái móng heo rất là mềm và rất là ngon nha cả nhà. Thì giờ mình để cho cái nồi này nó tự nấu ha. Rồi, cả nhà chờ mình thì mình sẽ tiếp tục làm món bánh canh nha cả nhà nha. Đây cả nhà, hồi nãy là cái nồi bánh canh giò heo đó cả nhà. Thì mấy cái móng heo mình đã bỏ vô cái nồi áp suất, mình hầm đúng 35 phút á cả nhà. Sau khi mình hầm xong á thì mình vớt ra, thì mình bỏ qua cái nồi nước lèo của mình đây. Đó, bây giờ mình để cho nồi nước lèo của mình nó chậm chậm ha, để cho nó thấm cái giò. Và trong đây đặc biệt ở nhà mình á là hay ăn có thêm là bánh canh giò heo mà có thêm cà rốt với lại trứng cút nha cả nhà. Thì mình có bỏ một lon trứng cút vô đây. Đây trứng cút này, đó cả nhà thấy không. Thì cái nước trong nồi nước lèo này mình có để một cái củ hành để cho nước ngọt. Đây cái củ hành tây này cả nhà, mình không có sắc ra nhưng mà mình khứa nó bốn cạnh vậy đó, để cho nó thấm đều nó ra cái nước ngọt mà nó không có bị nát với nó không có bị tùm lum ở trong cái nồi của mình. Thì cái trứng cút đây cả nhà, đó cái lon trứng cút mình bỏ vô đây. Thì cái này là rau răm, cái này là hành ngò, cái này là hành phi đó. Những thứ này là mình chuẩn bị khi mình xong xuôi mình sẽ bỏ vô ha cả nhà. Thì bánh canh giờ mình đang luộc đây, nó đang sôi. Ở nhà mình đó thì hay xài cái bánh canh loại này, mình cũng mua ở chợ Việt Nam. Đây bánh canh này là một đồng 29 sen một gói nha cả nhà. Rồi bây giờ mình chuẩn bị múc ra tô, thì cả nhà chờ mình chút xíu nha. Đây cả nhà ơi, bây giờ trong cái nồi của mình đã sôi lên nữa rồi ha. Bây giờ này đang sôi, nước đang sôi một nha cả nhà. Đó thì trong cái nồi này mình có nêm là cái hũ cốt này đây cả nhà. Đây là hũ cốt hủ tiếu. Mình không biết bên Việt Nam là mấy chợ có bán cái loại này không, hay là nhiều khi nó khác chút xíu nhưng mà nó na ná, nó tương tự cũng được. Mà ở Mỹ này thì trong các chợ Việt Nam đều bán cái hũ này. Cái hũ này giá là 6.99 đồng nha cả nhà. Đó. Với lại mình có nêm thêm là cái này. Đây cái giống như là họ làm bằng rau cải đó cả nhà. Mình có thể ăn chay cũng được, ăn mặn cũng được. Này của Nhật làm. Thì cái này mình có nghe nói bên Việt Nam đó là có chợ Nhật đó, mình nghĩ là sẽ có bán cái loại này. Đó. Không có bột ngọt trong đó. Cái này không có bột ngọt nha cả nhà. Làm bằng chất rau cải không thôi. Giá của nó ở đây là 10 đồng 99 trong một bịch này. Khoảng 220 ngàn. Ừ, nó 220 ngàn tiền Việt mình đó. Rồi cả nhà thấy những cái tô bánh canh mình đã trụng xong ha. Mình bỏ hành ngò lên trên xong xuôi đây, mình chuẩn bị để mình đổ nước lèo vô nha cả nhà. Nhìn hấp dẫn quá mà không biết ăn sao, để coi. Rồi cả nhà chờ chút xíu nha. Dạ chào cả nhà. Rồi chào cả nhà. Chào cả nhà. Hôm nay con làm sao?
Dạ con phải đi sinh nhật bạn của con, xin lỗi là con vắng mặt tối nay. Con hẹn gặp lại video tới. Chúc cả nhà sao? Chúc cả nhà ăn ngon miệng. Buồn quá. Thôi không? Chào cả nhà. Đi lái xe cẩn thận. Dạ. Mời cả nhà dùng. Mời cả nhà dùng bánh canh nè. Bánh canh giò heo với lại trứng cút nha cả nhà. Hình như là không có thấy được canh tô bánh canh nữa. Thấy rõ lắm, yên tâm. Thử cái nước rồi. Đầu bếp thì sao đây? Dạ. Được. Ngon quá. Móng heo ở nhà. Đây à. Tấp lên coi. Đây, móng heo. Còn đang bốc khói á cả nhà. Đây là trứng cút cả nhà. Cho thêm tí chanh vào. Đúng rồi đó, phải cho chút chanh nữa mới ngon. Chanh vô. Mời cả nhà vô. Chà ớt thì cay dữ rồi. Ướp vào năm chanh, mà. Chanh. Hôm nay vắng mặt hơn. Vắng chanh vào. Buồn quá hỉ. Tết sắp đến rồi cả nhà ơi. Còn bao nhiêu ngày nữa Tết ta? 3 tuần á. Hết tuần này khoảng 2 tuần mấy. Coi như là Tết là 5 tháng 2 là 30. Rồi 4 tháng 2 là 30, 5 tháng 2 là 11. Này 18 tây này. Còn 17 ngày nữa. Mình dự định đi chợ Tết Cali chưa biết sao. Đang suy nghĩ trong đầu đây. Nếu mà mình có dịp mình đi sẽ quay hả phim cho cả nhà thấy nha. Coi chợ Tết Cali làm sao. Mềm không? Nãy hâm sữa cút hả? Hâm sữa cút. Đúng rồi mắm. Mềm. Thường khi cả nhà mình cũng đi chợ Tết Cali á, cả nhà. Đi qua đó đặng biết sao chọn bánh chưng với lại bánh tét. Tại Du Thà này giống như nó nhỏ quá cả nhà. Nhiều khi mình muốn mua những cái thứ đồ ngon á, nói chung là nó hiếm. Thành ra qua đó thì mặc sức mà chọn, muốn gì có đó. Đó. Ra cũng mỗi năm cũng thường đi qua Cali. Đây mình lái qua bên Cali thì khoảng 10 tiếng cả nhà. Coi như là mình dừng cũng khoảng mấy đoạn hơn ha. Ba bốn lần đúng không? Mình phải đi qua Arizona, cái núi á, giờ mình đã tới Las Vegas. Thành phố tội lỗi đó cả nhà. Xong rồi mình mới tới Cali. Đó. Thì lúc nào mình cũng ghé, như ghé đổ xăng chắc cũng khoảng 3 lần ở cả nhà. Ghé đổ xăng 3 lần á mới tới Cali. Đó, thì nói chung là nhà mình cũng thường lắm, thường đi Cali lắm. Nhiều khi không có nói được. Lúc trước đó ha, là cứ cuối tuần vậy đó mà cứ hứng hứng cái là bắt đầu là xách xe giọt à, không biết chừng nữa. Nhiều khi đi có 2-3 ngày cũng đi nữa cả nhà. Đi tại thích qua bên đó sao có nhiều đồ ăn quá. Đó, thành ra chứ tại vì lúc trước là Kimberly à, còn học ở bên tiểu bang không, cái đó là San Diego mình không nói. Còn không có Kimberly đi San Diego mình cũng đi Cali vậy, mình cũng đi Los vậy. Là mình đi thường. Đó. Hết LA Garden Grove xong rồi chạy qua tới San Diego cả nhà. Là con gái mình ở bên đó cũng Kimberly nó ở đó 2 năm rồi nó mới đi qua Nhật được năm hả. Ở Las Vegas có cái chợ Tết đâu, chợ Việt Nam có chợ Việt Nam hả? Có chợ luôn. Gì đó Thuận Phát có chợ Thuận Phát. Ừ.
buồn chạy Las Vegas cũng được, 6 tiếng. Vậy đi Las Vegas trở gần đi. Có bánh nữa. Las Vegas cũng có bánh chưng, bánh tét. Thôi tới thì mình đi. Rồi cũng có dưa giá nè cả nhà. Với coi bán gì nữa ta. Củ kiệu, dưa món. Đó. Mấy đó ăn với tôm khô rồi mấy ngày Tết đồ ngồi nhậu la rai cũng ngon lắm cả nhà. Mà đặc biệt cái chợ Thịnh Phát ở bên Las Vegas này là có bán bia Tiger. Dạ, có bán bia Tiger. Mình cần mua á. Sài Gòn á thì thỉnh thoảng có mà thỉnh thoảng không, mà Tiger thì có. Chai với lon có hết. Nhà mình uống còn vậy? Tiger. Không biết nữa, bữa nào uống coi. Chỉ ở bên Cali là có nữa ha. Dạ. Dạ, Việt Nam nhộn nhịp chưa ta? Chuẩn bị chưa quá. Vợ bệnh là chợ rồi bán rồi bài được Tết dạ, ra vui rồi. Rồi. Vui quá rồi nha. Sao không được ôm táo rồi, bữa nay là 13 rồi. Còn 10 ngày nữa đưa ôm táo rồi. Mình đúng ở đây rồi. Mình đâu có thấy gì cái Tết nữa chứ Việt Nam giờ này là trưng bày bán. Wow, bên bên Cali thậm chí Costco chợ sỉ cả nhà mấy ngày Tết á. Cả nhà biết không á hả, những chậu bông mai á rất là đẹp luôn. Nếu mà mình đi được Cali đó mà mình đi vô trong Costco đó là dạ mình sẽ quay hả cho cả nhà thấy cái mai hả, những bông mai rất là đẹp luôn. Ổ vẫn kêu bằng bông bông mai ổ hả? Phải không? Bự gì mà ổ cái đó không phải bông mai, hoa cúc. Ồ hoa cúc, sorry. Xin lỗi. Cúc chứ không phải là mai cả nhà, nó cúc giống như ở bên Việt Nam mình cúc đỏ đó cả nhà. Cúc cúc kêu là nó cúc lắm. Cúc mâm xôi. À đúng rồi đó, bự vậy nè, bự bằng cái chén luôn á. Đó, với lại tắc nữa. Những cây tắc đẹp lắm mà, không giỡn đâu, bên Cali trong Costco có bán luôn á cả nhà. Costco Cali nói chung là tại vì Việt Nam của mình đông á cả nhà biết không, nói chung là bán nhiều lắm. Theo mình thấy là lạp xưởng cũng có nè, chà bông cũng có nè, rồi yến cũng có nè, yến mà không phải là yến ổ đâu cả nhà, mà là yến bằng cái hũ giống như hũ sành nhỏ nhỏ vậy nè cả nhà, đó cũng có. Rồi cái gì nữa ta, nhiều lắm, mình thấy cũng khá nhiều ở trong Costco ở Cali đó, tại Việt Nam mình ở đó đông á. Hay quá hả cả nhà ha, người ta nắm biết được thị trường sao rồi đem đồ về bán đầy á. Nó có bán bông huệ với bông đào nữa. Có. Bên Cali là cái gì cũng có hết á. Mà chợ Tết ngoài trời ở ngoài khu phố Lộc Thọ buổi tối là có bán đầy đủ hết, không thiếu một thứ gì hết. Yeah. Đúng rồi. Ồ rồi còn bài ra chứ, trước Phước Lộc Thọ có đấy, bài ra những cái tất cả các loại bông về Tết là có đầy đủ hết. Cả nhà mình xin phép bóc tay nha, tại vì ăn móng heo là phải cầm tay. Chứ không thể nào mà cầm đũa mà ăn được hết trơn á. Có đũa ăn là nó rớt. Cứ thế là chấm vào. Ăn là ngon tuyệt vời. Bữa nào Hương với lại anh Hiếu sẽ quay một cái clip một ngày của sáng sớm đi làm ở Mỹ sao cho cả nhà coi nha. Cả nhà thì nhìn thấy mà không thấy thương nữa thôi. Tối rồi thấy không? Thấy mờ mờ giờ đó dĩ nhiên. Thấy không thấy rõ đâu. Phải tối quá. Mờ mờ. Mùa đông nha. Cali người ta có đem mấy cái nhà người ta có làm nồi người ta nấu bánh chưng bánh tét ở đằng sau nhà người ta nữa. Vui lắm à. Đúng rồi. Cũng y chang như Việt Nam mình á, nhưng mà không, bữa nào mình mua cái nồi bự đi. Nồi mùa chậm. Đông cho mình nấu được. Anh Cali nó không có tiếc. Đấy, cái đầu đi ở Cali á, bây giờ đang nói Cali, cái đầu mình ở Cali nó tưởng là mình đang ở Cali. Nếu mình ở Cali là mình làm liền luôn á cả nhà, tại vì nhớ đó, cái ngày nào. Nói chung là xưa á bà mình á là nấu bánh tét rồi gối bánh ít được nữa cả nhà, rất là vui, năm nào cũng vậy á.
mình á là Xuân Phong là cả nhà biết làm gì không? Nạo dừa đó. Một lần á mà tắt cái vỏ dừa ra đó cả nhà, với lại đập cái trái dừa ra và nạo dừa là mình là chịu trách nhiệm về cái vấn đề đó đó, trong cái công việc của nhà bà của mình đó. Là cả nhà biết không hả, 50 trái có, một mình dành làm hết đó. Nạo mà ngày xưa cả nhà biết rồi, đâu có máy giống như bây giờ đâu, nạo bằng cái đồ bằng nạo dừa thôi đó, mà xuyên lắm. Gì chứ mà mấy chuyện đó coi như tuổi trẻ mà thích làm mấy công việc lắm. Kim Nguyễn bữa nào vô chỗ tài vô nạo dừa cho cả nhà coi đi. Cái bàn nạo dừa còn dưới nhà, mua dừa khô về ngồi nạo. Tưởng ở Mỹ không có đồ nạo dừa, có luôn, mới ghê cả nhà, có luôn. Mình cũng từng nấu chè trôi nước đó cả nhà. Mua cái bàn nạo dừa đó là dễ để trộn dừa với lại đậu đó cả nhà. Xong rồi cái nấu chè trôi nước nó với lại gói bánh ít. Bữa nào kia chỗ tài gói bánh ít và nấu xương nước cho các bạn thấy nha. Chỗ tài chỗ làm cũng được đến. Tờ ly bánh tét đến chừng sợ lý ngon là đó, gói giống kiểu Việt Nam ra ngoài nấu, còn bên mình đó, không có điều kiện nó nấu trước. Mấy gối vô cái lá nó nhỏ nhẹt. Bở ra bở ra. Công nhận Mai là sống có 19 năm mà nó in cũng sâu dữ ha. Nước mắm. Mắm nước mắm với mắm ruốc. Nước mắm mắm ruốc. Có đủ thứ. Rồi cả nhà ơi, bây giờ cũng bữa ăn của mình đến đây cũng tạm dừng ha. Và chúc cả nhà có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Và cả nhà nhớ bấm like, subscribe cho gia đình mình nha cả nhà. Thương nhiều. Xin chào cả nhà. Hẹn gặp lại kỳ sau.